Hello mọi người, hôm nay mình đến với huyện Kiên Lương của tỉnh Kiên Giang đến tham quan và chiêm bái Phật tại chùa Vạn Hòa. Chùa Vạn Hòa là một trong những địa chỉ Phật giáo rất là nổi tiếng của người dân huyện Kiên Lương của tỉnh Kiên Giang mọi người. Vị trí chùa Vạn Hòa nằm ở xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, nằm cạnh với những dòng biển đẹp, trữ tình, lãng mạn. Thì nơi đây chùa là một địa chỉ du lịch tâm linh. Rất là nổi tiếng là địa chỉ tu học của người dân địa phương với những không gian Phật pháp rất đẹp và trang nghiêm. Mình đến tham quan rồi cầm máy ghi hình chia sẻ cùng mọi người nét đặc sắc độc đáo và nét đẹp tâm linh của người dân địa phương tại chùa Vạn Hòa mọi người ha. Xin kính chào tất cả mọi người, hiện tại mình đang có mặt ở chùa Vạn Hòa thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Đây là địa chỉ tu học của người dân địa phương, Phật tử địa phương và địa chỉ du lịch tâm linh của đông đảo du khách và Phật tử khi có dịp di chuyển đến với tỉnh Kiên Giang. Cụ thể là vị trí của chùa Vạn Hòa cách khu du lịch Hòn Phụ Tử thì độ khoảng 12 đến 15 km mọi người. Vị trí chùa Vạn Hòa thì nằm giữa cung đường di chuyển từ khu du lịch Hòn Phụ Tử đến thành phố Hà Tiên. Chùa Vạn Hòa cổng tam quan với lối kiến trúc mình thấy là 3 tầng, những mái ngói âm dương, đỉnh điểm thì là có hình ảnh của những mái đao là rồng, phụng, rồi có bánh xe chuyển pháp luân. Vị trí của chùa Vạn Hòa mình quan sát thấy thì nằm cạnh với khu vực biển ha. Bên tay phải mình đây là biển đó mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển vào bên trong chùa Vạn Hòa. Ở đây là thuộc về hòn heo mọi người. Vị trí địa danh này ở đây gọi là hòn heo ha. Nghe tên cũng là lạ mọi người ha. Mình di chuyển vào bên trong ha. Khi chúng ta vừa di chuyển vào bên trong khu viên của chùa thì ở góc này thì mình thấy phía trên đỉnh của một cái ngọn đồi hòn heo ha. Thì mình thấy có tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trong tư thế thành Phật, tay cầm đóa hoa sen. Hình ảnh Đức Niêm Hoa Vi Tiếu mọi người. Hình tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trong tư thế ngồi sơn trắng. Đây có thể là một trong những công trình tôn tượng Đức Bổn Sư trong tư thế ngồi cao và lớn nhất của khu vực tỉnh Kiên Giang. Vị trí phía dưới đây thì mình thấy có hình tượng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trong tư thế đảng sanh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vị trí nằm cạnh với mép biển luôn. Mọi người đến tham quan cảnh quan của chùa. Ở phía dưới thì mình thấy những bãi biển nước trong veo. Thì mọi người có thể hòa vào những cái làn nước trong veo của dòng nước biển ha. Thì thực sự cũng rất là thú vị, mang lại cho mọi người cảm giác biển nè. Rồi cảm giác an nhiên thanh tịnh của không gian Phật Pháp, chốn thiền môn, chùa Vạn Hòa mọi người ha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển lên trên nơi có hình tượng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trong tư thế Niêm Hoa Vi Tiếu, tức là tay cầm đó hoa sen mọi người. Niêm Hoa Vi Tiếu là hình ảnh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật bởi lối cầu thang như thế này. Cũng chậm chậm những bước chân, những bước hành chân đến với cửa thiền môn, đến với Phật trong tâm thế an nhiên và thanh tịnh mọi người ha. Chúng ta hãy cùng nhau đến chùa, có dịp đến chùa thì chúng ta sẽ dâng hương cầu những điều may mắn đến với bản thân và gia đình và cho tất thảy chúng sanh mọi người, đến để nghe những lời Phật dạy ha. Những lời kinh của Đức Phật dạy và những lời của các sư thầy, sư cô bên trong chùa chỉ dạy chúng ta những điều hay, những điều hay lẽ phải trong cuộc sống này mọi người. Tượng Đức Bổn Sư tay cầm đóa hoa sen mọi người ạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vị trí này là hình tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trong tư thế thuyết pháp cho năm anh em Kiều Trần Như trong bài chuyển pháp luân đầu tiên độ cho năm anh em Kiều Trần Như mọi người ha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển vào bên trong gần hơn với khu viên khu vực Đại Hùng Bổ Điện của chùa. Phía trước cửa của khu vực Đại Hùng Bổ Điện, Đại Hùng Bổ Điện bên tay trái mọi người ha, với mái ngói âm dương đặc trưng kiến trúc chùa chiền Việt Nam. Và phía trước sân thì mình thấy có hình tượng Đức Phật A Di Đà, một tay chỉ thổ, một tay cầm đóa hoa sen, tôn tượng được sương trắng đứng trên đài sen mọi người. Rất đẹp và thực sự rất là yên bình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay có dịp về với vùng đất huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang đến tham quan và chiêm bái Phật tại chùa Vạn Hòa. Mình cầm máy ghi hình chia sẻ cùng mọi người. Có dịp về với vùng đất này ha, xin hãy ghé viếng chùa Quảng Vạn Hòa của huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang mọi người nha. Đẹp và rất là yên bình phải không? Nam mô A Di Đà Phật. Khi chúng ta đứng ở bên trong khu viên của chùa thì cạnh với mép chùa là khu vực biển mọi người. Biển của khu vực biển Hòn Heo, mang địa danh là Hòn Heo. Thì mình xin chia sẻ cho mọi người một vài góc ảnh về biển ha. Ngôi chùa gắn liền với biển ha. Biển Hòn Heo, tỉnh Kiên Giang mọi người ha. Vùng biển này trông có vẻ rất là thư thái và yên bình phải không? Xa xa cũng có nhiều chiếc tàu đánh cá của bà con ngư dân đánh bắt gần bờ mọi người. Cũng là một trong những điều thú vị cho tất cả du khách khi có dịp đến với chùa Vạn Hòa của huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang phải không? Khi chúng ta đứng ở góc này thì mình sẽ thấy hình tượng Đức Quan Âm Bồ Tát. Đức Quan Âm Bồ Tát Nam Hải đứng có lưng thì quay về chánh điện của chùa Vạn Hòa và có mặt hướng ra khu vực biển mọi người ha. Mẹ Nam Hải, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Rất đẹp ha, điện tháp của ngài đẹp quá phải không mọi người? Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Ở vị trí này thì mình thấy có tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trong tư thế nhập niết bàn. Tôn tượng có chiều dài khoảng 15m và chiều cao khoảng 3m. Tôn tượng được sơn son thiết vàng. Mình quan sát thấy thì tôn tượng được điêu khắc rất đẹp ha, khuôn mặt tròn trịa, nhân từ và rất là phúc hậu luôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Công trình Phật nhập Niết Bàn được khánh thành tháng 11 năm 2005 của chùa Vạn Hòa, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang đó mọi người ạ. Khu vực chánh điện của chùa Vạn Hòa với hai tầng lối kiến trúc tầng trệt là giảng đường và tầng lầu là khu vực Đại Hùng Bổ Điện mọi người ạ. Phía trước thì có đôi sư tử ha trấn giữ cho khu vực tòa nhà chánh điện. Chùa Vạn Hòa thì được sơn tạo từ năm 1957, đại trùng tu năm 2011 mọi người ạ. Khu vực giảng đường mình thấy có hình tượng của các đức tổ cũng như Đức Phật A Di Đà trong tư thế đứng. Nam mô A Di Đà Phật. Hình ảnh là Tây Phương Tam Thánh Phật mọi người ha. Nam mô A Di Đà Phật.
khu vực Đại Hùng Bổ Điện với hình ảnh hình tượng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôn tượng được sơn son thiếp vàng, rất đẹp và trang nghiêm. Vạn nhập thiền môn tâm sanh trí huệ, hòa lai ứng chiếu phổ nguyện nhân sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hình ảnh kênh vlog ghi hình chia sẻ cùng mọi người cuối của đoạn video clip ghi hình chùa Vạn Hòa là hình ảnh Đức Quan Âm Bồ Tát tôn tượng nằm trên một đỉnh đồi phía sau lưng của khu vực tòa nhà chánh điện, trông rất đẹp, nhân từ và phúc hậu. Hình ảnh Đức Quan Âm Bồ Tát từ bi cứu khổ cứu nạn mọi người ha, tôn tượng đẹp và trang nghiêm. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng video clip này. Xin cảm ơn, xin chào.